Hôm trước mình học cái bài tương tiêu hỏi thầy. Ừ. Thì một ý đó là cái mình đã làm, đang làm và sẽ làm. Ừ. Con mẹ cũng mấy giờ hôm nay mẹ con cứ nghĩ là cái mình đã làm thì nhiều cái nó dở có thể. Ừ. Sai mà nó nhiều lúc có những người mà con đưa ra lỗi nhiều lúc để con ngại xấu hổ không cho gặp người ta. Ừ. Ở đây nó có hai vấn đề. Vấn đề số 1 ấy, cái đã làm, cái đang làm và cái sẽ làm. Anh ngồi rất là ca ngợi anh là anh kiểm điểm cái đang làm hoặc cái đã làm nó bị sai sót, bây giờ vẽ lại hình ảnh. Thì ca ngợi anh là đầu tiên anh nhận diện được vấn đề rồi đấy. Bây giờ đến cái thứ hai là cái khốn nạn nó nằm ở trong cái đang làm và cái đã làm còn nhiều cái khốn nạn hơn nhiều. Vậy thì phải vẽ lại. Cho nên người ta đi tù về 40 năm mà người ta hoàn lương, người ta vẽ được khoảng mất 3 năm. Mà rồi chính quyền phải dùng người ta làm trưởng phương, trưởng phố đấy. Và Bác Hồ của chúng ta đã sử dụng những anh phản động nhất nhưng có tài vào chính phủ Việt Nam, kể cả phe đối lập. Cho nên đầu tiên là tôi ca ngợi anh, và điều thứ hai là tôi muốn nói với anh là phải tin tưởng là mình sẽ làm được. Làm như thế nào chỉ là cái thứ yếu thôi, nhưng mình tin là mình làm được. Hãy nhìn tấm gương tôi vừa nói. Đấy là một. Cái điều thứ hai thì nó liên quan tới một cái bài để gỡ cái tình huống của anh. Đó chính là cái bài, tí nữa đến cái phần giảng, ở phần kỹ thuật tôi sẽ nói. Đó là cái bài liên quan đến chữ tự tin. Khi anh vượt qua được chính anh thì khi đó anh thắng không phải là ở những sai lầm, mà ở những cái đúng đắn nhất mình cũng được nhân bội lên. Biểu hiện cụ thể, anh gặp người ta anh không trả vì anh đang có hiềm khích, là anh không vượt qua được người ta rồi. Anh mở mồm anh nói chữ xin lỗi và chữ cảm ơn một cách cực kỳ khó nhọc, vì cả đời anh không có thói quen. Cho nên là cuối cùng á, là anh không giải quyết được cái gì cả, là do cái giới hạn ở chính mình. Thế bây giờ anh cố anh nghe tôi, anh mới xin lỗi và anh cảm ơn người ta một cách xã giao cho nó xong mẹ đi, thì anh còn khốn nạn nữa. Cho nên ở đây là tình trạng mình đã sai với người ta thì mình phải nhận lỗi. Cho nên người ta mới nói kẻ cúi xuống là kẻ mạnh, kiềm chế là sức mạnh. Khi bạn xin lỗi thì bạn là kẻ cực mạnh, nhưng bạn lại không hiểu nó. Thứ hai là hiểu nó không làm được. Đấy. Xong chọn một cái phương án ông bà già mới tiên liệu được là thằng này nó sẽ thế, cho nên mới đặt tên là thằng Điền. Đấy, nó như cục đất vậy đấy. Hả? Mày có dám xin lỗi người khác không? Có rồi. Mày nói hay lắm. Tự tin hơn nhiều ấy. Tự tin nữa. Đi vướng vào cái cột điện, tao nói mãi rồi. Ở London nó vướng vào cái cột điện, nó thành cái phản xạ xin lỗi cột điện. Thế nó mới ra văn hóa chứ. Đằng này đâm xe đến kịch một cái, chả biết đúng sai, đù má mày đi đứng kìa, chửi cái đang. Một cái nền văn hóa như vậy thì kinh tế có tăng trưởng nữa thì cũng bằng thừa. Ok. Cho nên hỏi thế, băn khoăn thế là trước sau cũng thành công. Nhưng linh hồn của linh hồn, cái thắng lớn nhất là thắng chính mình. Cho nên đội tuyển Việt Nam hãy nhìn đầy lạc quan. Đấy. Và hôm qua thì đội Campuchia nó ăn mừng cái gì à? Khi mà nó bị thằng Nhật luộc 4-0. Nhưng mà đợt trước ấy, bị nó luộc 8-0. Nếu xét trong tương quan ấy thì đội Campuchia nó ăn mừng tưng bừng, bởi vì tao thắng được chính tao, tao cần mẹ thắng Nhật. Nhưng mà mày đợi được, thằng Nhật mà tinh tướng trước sau tao luộc mày. Cho nên Việt Nam chỉ yêu bóng đá thắng. Đúng. Nhưng mà thắng ai
thì không ai định nghĩa cả, kể cả anh bác luôn. Thì phải phân tích cho người ta là yêu bóng đá thắng cũng được, nhưng cái thắng ở đây là thắng mình, chứ không phải thắng ở tỷ số, không hề nguy hiểm. Cho nên tôi mới nói các bạn, cái phần khái niệm bạn không hiểu, không nói chuyện được. Vậy thì quay trở lại, bao nhiêu cái mà hay ho của buổi sáng mà tôi trao đổi các anh chị, thì các anh chị mới quay trở lại để tôi đá sang phần mục số 2. Ê, bản chất của đàm phán đó là các giải pháp để lấy được cái mình muốn từ đối tác. Và thứ nhì là hãy nhả cho đối tác cái họ muốn. Nhớ điều đó. Như vậy chúng ta đi học các giải pháp. Các chị ạ, mình và đối tác có thể là người viết hoa, có thể là ngốc, mà có thể là người viết thường. Cho nên nãy tôi vừa nói các anh chị, đối với loại ngốc, chào, biến đi. Vậy thì ở đây các anh chị ạ, phải chú ý mình là đàm phán với tâm thế nào. Cái tiếp theo, lý do phải đàm phán, tôi ôn lại các anh chị quên, là cuối cùng nó tự chung lại là bố mày muốn cái bố mày có. Và thứ hai, bố mày phải đối mặt với việc giữ được quan hệ nếu thằng ôn vật đấy là người. Bây giờ cái tiếp theo mà tôi muốn nói các anh chị, bản chất của đàm phán nó là tình huống mình không thể tự làm được. Và thứ hai đó là mình luôn lệ thuộc người ta, chứ đừng có nói người ta lệ thuộc mình. Hai bên lệ thuộc lẫn nhau, nhưng cái lệ thuộc này nó mang cái màu là màu mâu thuẫn. Đấy. Đàm phán được gọi là có kết quả nếu tiền, nếu giải quyết được quan hệ, nếu giải quyết được cả hai, nếu tiết kiệm được chi phí đàm phán. Chứ chưa bao giờ đàm phán là thắng lợi tính theo ván, bất chấp kẻ đối thủ cả. Cho nên đàm phán này là dạy cho những kẻ là đàm phán giữ được quan hệ lâu dài. Tức tôi không dạy chốt sale, không dạy bùng nổ doanh số, những thứ chụp giật đấy là chết. Và đàm phán thì tuyệt đối ngồi xuống bỏ ngay, đặc biệt là cái đám, đừng để tôi nói, với tư cách người lớn tôi được dùng cái từ đó, cái đám phụ nữ. Đàm phán khi biết chắc chắn mất mọi thứ, đàm phán khi biết là hành vi này, tình huống đàm phán là trái luật, đàm phán khi mà bạn bị áp lực về thời gian, ta đã hiểu mày đâu mà mày đã cưới đâu, khi mà bạn gặp kẻ thiếu trung thực, khi mà các bạn thấy vị thế của bạn chưa đủ cơ để đàm phán, đừng đàm phán. Tại sao tôi lại dí đến đoạn nữ? Là bởi vì bản chất người phụ nữ họ sống 3/4 vì cảm xúc. Cho nên nó lấy chồng nó sai ê trẻ. Vì cảm xúc là kẻ thù số 1 của thành công. Điển hình của cảm xúc là cả nể. Điển hình của cảm xúc là khôn bằng. Cho nên cái đám đa cấp nó chỉ lừa phụ nữ, để lừa mẹ được mấy thằng đực. Các bạn à, xong lại tự cho là mình khôn, thấy đẹp trai cái là sẽ xanh mẹ mặt, vư va vớ vẩn, cảm xúc nó lên. Đằng sau sự đàng hoàng thường chứa chấp sự mất dạy. Tôi xin khẳng định các bạn điều đó. Không anh ấy đàng hoàng lắm, em thử, anh ấy tốt lắm. Ở đâu ra cái thứ đàng hoàng? Ra em cảm thấy thế, ta đập vào chết mẹ này. Va vớ vẩn. Mà những con nó có học nó nói mẹ thôi, em thích anh ấy vì thể xác anh ấy ngon quá. Bản năng động vật là thấy con gà trống mà một đuôi dài là thích nhảy vào rồi. Thì nói mẹ ra xong phẳng là tôi còn kính trọng. Lượn lờ câu mấy chữ. Nói chuyện với thằng có học khó nói lắm. Các chị à, tôi cần các chị có học. Đấy mới là có học, chứ không phải cái bằng cấp. Bằng cấp chỉ là cái góc chuyên môn thôi. Cho nên cái bằng tiến sĩ là bằng nghề. Mà lại kêu là học thức. Kiến thức số 2. Như vậy đàm phán đi lấy cái mình muốn. Trung tâm của đàm phán là hãy nhả cho cái người ta muốn. Cái dân trục giật. Cái gốc vấn đề là tôi nói các anh chị lại thấy cảm thấy xúc phạm.
Các anh chị đang tìm cách để các anh chị thắng về mình, các anh chị bất chấp người đối diện, các anh chị thua ngay từ từ cái gốc rễ vấn đề. Cho nên tại sao tôi giảng quyết liệt như vậy? Các bạn không ăn đâu, các bạn sẽ chết. Các bạn nhìn thấy bắt liên tục đợt tới này, tôi nói nữa nó không ai bắt tiếp tục, bắt hàng loạt, bắt lớn ấy. Tất cả từ cái gốc vấn đề mà tôi đang nói mà ra, vẫn cứ tình thương. Các anh chị có tin là công ty các anh chị tồn tại được đến khi mà các anh chị 70 tuổi? Nếu mà nó chết sau khi mình chết một ngày, sướng vô cùng. Còn đằng này nó chết trước khi mình chết, tôi đảm bảo xuống quan tài mút mắt không được đâu. Trường Doanh Nhân PR.